Yeah. Ôi bạn nào bị cầu xe đây. Đó, xe nó cầu nè. Thế là bạn xong rồi, bạn lượn đi này rồi phạt ra tiền. Đó. Mấy anh cảnh sát đẹp trai này, lấy thông báo này rồi thôi. Đây này xe đẹp quá, xe cũng không xong đây anh.